Dạo này em hay thấy người ta bán củ Đinh Lăng, rồi củ Ba Kích. Củ này để ngâm rượu, uống rất là tốt, nhất là những cô chú anh chị và các bạn đau lưng á. Đây là khu vực ngã ba Mả Thánh cũ năm xưa, không biết cô chú anh chị và các bạn còn nhớ hay không. Ở bên tay phải của em đây là khu vực nghĩa địa Mả Thánh cũ năm xưa, ngày nay người ta đã di dời mộ và làm khu liên hợp thể thao, sân vận động 20.000 chỗ ngồi. Cô chú anh chị, có nhiều cô chú anh chị và các bạn hỏi em về khu vực Mả Thánh cũ năm xưa nằm trên con đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, con đường Nguyễn Hoàng. Cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là khu này người ta di dời mộ, xong rồi người ta trồng rất là nhiều các cái cây thông. Có nhiều người cho rằng trồng thông như vậy để cho nó hút bớt những cái âm khí. Sau này khu này thì có lẽ người ta sẽ phân lô ra làm nhà. Còn đây là khu vực người ta đã phân lô bán nền sẵn rồi. Cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là nhà ở đây rất là nhiều các cái căn biệt thự mọc lên và đất ở đây giá khá là cao. Khu này người ta xây nhà phân lô ra bán nền này. Người ta mở cả quán tạp hóa rồi câu lạc bộ pizza. Phía này thì đó là con đường Hai Bà Trưng và chùa Linh Quang, chùa Con Rồng thì nằm ngay phía trước màn hình quý vị và các bạn. Còn đây là khu vực Mả Thánh năm xưa, ngày nay người ta đã làm sân vận động Đà Lạt. Quý vị và các bạn có thể thấy là người ta đã lên khung mái rồi. Năm xưa ở đây Mả Thánh rất là nhiều các cái ngôi mộ luôn, vào buổi tối thì không ai dám đi lên, và đặc biệt là con đường Xô Viết Nghệ Tỉnh vào buổi tối nó vừa hẹp và vừa vắng nữa. 6 giờ là bắt đầu bà con người dân đóng cửa tắt đèn hết rồi cô chú anh chị và các bạn. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Buổi chiều hôm nay rất hân hạnh lại được gặp quý vị và các bạn trong một video tiếp theo. Hiện tại bây giờ trời đang mưa lất phất, từng hạt mưa rơi lột bột. Em đang đứng ngay khu vực Mả Thánh cũ năm xưa. Năm xưa ở khu vực này rất là nhiều các cái ngôi mộ, và ngày nay người ta trồng rất là nhiều thông và mở ra khu vực sân vận động. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đà Lạt buổi chiều hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2022. Bây giờ là 17 giờ 30 phút buổi chiều. Trời mưa, nhiệt độ cũng xuống rất là thấp. Nhiệt độ em đo được ở ngoài trời ở Đà Lạt bây giờ là 20 độ C, đổi ra được là 68 độ F. Hôm nay thì em xin được giới thiệu cũng như là chia sẻ cập nhật tình hình của bà con người dân mình buôn bán vào buổi chiều. Ở phía dưới là con đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, con đường Nguyễn Hoàng tôn túc huyết trước năm 1975. Và bên tay phải thì chúng ta sẽ đi về khu vực số 4. Còn bên trái thì đi men theo lối Mả Thánh để về nhà thờ Tùng Lâm. Mới đó đã chuẩn bị đến Trung Thu rồi. Cô bác anh chị và các bạn ở Đà Lạt thì người ta bán bánh Trung Thu rất là sớm. Tầm giờ này là người ta đã bán rồi. Ở đây là tiệm cơm trưa, tiệm cơm không tên quý vị, bán bình dân cho những người lao động thu nhập thấp. Một phần cơm như vậy thì có giá khoảng 25 đến 30.000 đồng. Heo quay nè. Em xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Bây giờ em sẽ di chuyển ra khu vực con đường Hoàng Diệu. Hướng mà em đang đứng ở đây là con đường La Sơn Phu Tử, thuộc phường 6 của thành phố Đà Lạt. Trời chiều rất là đông vui, bán rất là nhiều món ăn nè. Tại đây có bán giò heo nướng, rồi gà nướng rất là thơm. Đi ngang qua nghe mùi rất là thơm luôn cô chú anh chị. Đây là một chiếc xe tự chế quý vị, để bán các món đồ ăn cũng như là nước uống. Ở đây thì bán trà chanh. Em đang di chuyển trên con đường Hai Bà Trưng. Đà Lạt mùa này hay có những cơn mưa vào buổi tối, tầm khoảng khung giờ 5 giờ chiều, 17 giờ chiều trở đi thì sẽ có những cơn mưa. Do ban ngày không có mưa được các quý vị, thành thử là buổi tối nó sẽ mưa, ngày thì rất là oi bức và hầm. Nhiệt độ ban ngày buổi trưa dao động khoảng 26 đến 27 độ C, còn ban đêm thì chỉ có 16 độ C thôi. Còn đây là con đường Hoàng Diệu. Năm xưa khu vực này còn có tên là Lò Gạch. Ngày nay thì con đường Hoàng Diệu này người dân bà con mình mua bán ngay đầu đường rất là nhiều. Trong này có món bánh mì xíu mại Bé Linh cũng nổi tiếng quý vị. Ở đây là một trong những quán lẩu nướng hun tơ này. Quán lẩu nướng chỉ hoạt động vào ban đêm, buổi tối thôi. Khi mà giờ này á, cô bác anh chị và các bạn mình có nhiều thời gian, có thể là đến là một vài bar đi bia cùng với bạn bè và người thân. Em cũng thấy có nhiều cô chú anh chị và các bạn cũng hay đi vào con đường Hoàng Diệu này để thưởng thức món bánh tráng nướng, Dì Đinh, một món bánh tráng nướng ở Đà Lạt, pizza ở Đà Lạt. Ở đây chỉ bán vào khung giờ chiều thôi. Quý vị và các bạn đi ăn bánh tráng nướng thành thì lưu ý ha. Đó, 4-5 người bán luôn, rất là đông. Đó, ở đây là cái chỗ để mà ngồi thưởng thức đó. Đó, bánh tráng hành. Ở đây có một cô đang bán cam, rồi bán bưởi, bán vải. Bây giờ là 17 giờ chiều rồi nhưng mà vẫn còn rất là nhiều. Cũng mong là cô sẽ bán hết để về sớm. Ở ngay khu vực chợ Hoàng Diệu này đông vui lắm cô chú anh chị và các bạn. Vào khung giờ 17 giờ chiều là khi đó bà con mình đi làm về, thành thử là thường hay ghé đến để mà mua đồ ăn. Đây có ổi nè. Cà phê Phường ở đây cũng đến giờ đóng cửa rồi. Vào khung giờ này thì đóng cửa để mà có những cô bác anh chị và các bạn thuê mặt bằng bán buổi tối thì bán các món khác. Con phố trong mưa, mưa không có nặng hạt lắm, mưa nấp phấp, mưa bay. Mưa này thì gợi nhớ rất là nhiều các cái kỷ niệm. Bà con mình mua bông rất là nhiều để về cúng 16 đó cô bác anh chị và các bạn. Quán cà phê Phường là một quán cà phê khá là cũ kỹ rồi. Em đoán không lầm là kiến trúc có từ lâu rồi. Ngày hôm nay thì sơn sửa lại ở phía ngoài nhưng mà một số mái ngói ở trên này thì cỏ rồi rêu cũng đã bám rất là nhiều. Quý vị và các bạn thấy bánh tráng nướng Dì Đinh bán rất là được ha. Nhiều khi bán không kịp tay. Rồi mấy cô đang ngồi ở trong để mà nướng thoăn thoắt nhưng mà vẫn không kịp để mà phục vụ cho du khách. Quý vị và các bạn lưu ý khi mà chúng ta đi lên con đường này thì đó là con đường một chiều. Chúng ta sẽ đi một chiều lên thôi, còn chiều xuống thì chúng ta sẽ đi vòng qua con đường Gia Hút để mà đi xuống. Còn đây là con đường Trần Nhật Duật. Không biết quý vị và các bạn thưởng thức bánh tráng nướng ở đây bao giờ chưa? Ở đây bánh tráng nướng rất là ngon. Em cũng có thưởng thức ở đây một vài lần rồi với rất là nhiều xúc xích rồi bò khô. Nếu như mà chúng ta ăn xúc xích bò khô thì chúng ta có thể là thêm vào. Khi mà ở dưới đông quá thì các bạn sẽ đi lên phía trên này để ngồi. Còn đây là khu vực chợ Nam Thiên. Ở đây có một bác đang bán lòng nướng. Có những anh đang đứng đợi để mà mua lòng nướng. Món này nhậu rất là ngon quý vị. Lòng heo nướng rồi dồi, những món nhậu. Có một cái chợ bánh bao được đặt ở đây. Ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui. trà rất là thơm quý vị. Nhiều khi cô nướng để ra ngoài vỉa hè, cô nướng vậy á thì nó bay ra cái mùi rất là thơm, thành thử là rất là những người và đi làm về á, thường là hay đói bụng á, thường là sẽ ghé đến mua. Ở đây thì có lá lốt này, lá này khi mà có thịt bò á, quý vị và các bạn sẽ cuốn vào bên trong. Bà con mình buôn bán gà vịt quay, gà nướng, vịt nướng. Gà nướng thì chỉ có 150.000 một con. Còn ở đây là rau, rau rồi măng được lấy từ trong vườn ra này. Còn đây là khu vực chợ Nam Thiên, một khu vực chợ nhỏ, rất là đông đúc, tấp nập. Mặt hàng rau thì bán la liệt ở phía ngoài. Các cửa hàng buôn bán tạp hóa của bà con mình bán bịch bi lông rồi trứng gà, trứng vịt. Quý vị và các bạn thấy rau tươi ha, cà rốt rồi cải thìa rồi măng. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn rồi. Bây giờ là 18 giờ tối rồi quý vị. Ngoài trời nó cũng chưa có tối hẳn lắm. Bà con cô bác mình bây giờ thì cũng đến giờ đi làm về. Đây là con đường Hoàng Văn Thụ, con đường cũ là con đường Hùng Vương trước 75. Cái tòa nhà to đó là khu vực khách sạn Sài Gòn Đà Lạt. Trên con đường này thì quý vị thấy có những căn biệt thự của Pháp nằm rải rác dọc theo con đường Hùng Vương. Và bên tay phải của em thì có một khu đồi, đồi Nam Thiên. Bên cạnh thì chúng ta lên con đường Trần Lê. Khách sạn Sài Gòn Đà Lạt ngày nay thì người ta mua luôn cả cái khu đất ở đối diện. Người ta đang xây khu vực khách sạn ở bên cái những cái chỗ mà bịt tôn. Cô chú anh chị và các bạn có thể thấy năm xưa đó là khách sạn Duy Tân đó, rất là nhiều kỷ niệm một thời. Hướng này thì chúng ta sẽ về con đường Trần Lê quý vị, đi lên khu vực đường Pát Tơ, con đường Phạm Thú Thứ, Nguyễn Viết Xuân, rồi con đường Phạm Phú Quốc năm xưa. Ba con đường song song, chúng ta sẽ đi lên con đường Trần Lê rồi sẽ băng qua. Còn phía trước mình quý vị và các bạn, đây là con đường Trần Phú, con đường Gia-xin trước năm 1975 đó. Không biết quý vị và các bạn còn nhớ khu vực khách sạn Duy Tân ở đây không? Ngày nay trở thành khách sạn Sài Gòn Đà Lạt. Cái khu vực cổng thì nó vẫn còn này quý vị, nhưng mà hôm nay thì người ta đã rào các cái miếng tôn ở ngoài rồi, chuẩn bị xây một cái khu khách sạn lớn ở đây. Cách đây 7-8 năm trước thì khu vực này em nhớ là có một cái chỗ bán xe máy cũ, người ta xếp một hàng dài trên con đường này luôn. Đây là con đường 3 tháng 2, con đường Duy Tân trước năm 1975. Bên trái thì có sở điện lực. Xe cộ thì đang dừng đèn đỏ, xếp một hàng dài. Trời mưa thành thử là bà con mình đi xe hơi nhiều ở Đà Lạt, tính ra người dân mình có xe hơi rất là nhiều quý vị. Nhiều lúc không mưa thì bà con mình không có đi, còn mưa thì sẽ lấy ra đi rất là nhiều. Những ngày thường á, như là đi đón con rồi đi lanh quanh mua đồ thì đi xe hơi nó cũng rất là bất tiện, bởi vì không có chỗ để. Ngày nay á, có nhiều tuyến đường họ cũng cấm ngày chẵn ngày lẻ nên nó rất là khó đậu để mà tìm được cái vị chỗ mà đậu xe. Thì cũng rất là mất thời gian, thành thử ra nhiều người ta vẫn lựa chọn đi xe máy. chứ thực sự ra người dân ở Đà Lạt hầu như là có xe hơi rất là nhiều rồi. Giờ tan tầm thì đường phố trở nên náo nhiệt quý vị ha. Người thì đi làm về, người thì đi học. Ở đây có vải này, vải thì 25.000 đồng 1 kg. Vải có vải lục ngạn Bắc Giang thì rất là nổi tiếng rồi. Còn đây là con đường Nguyễn Văn Cừ, con đường Cường Đẻ. Em sẽ đi ra khu vực cầu Bá Hộ Trúc rồi khu vực ấp Ánh Sáng. Năm xưa đây thì dọc theo con đường Phan Đình Phùng ra đến khu vực ấp Ánh Sáng này thì người ta làm vườn trồng rau, việc là khu vực ấp Ánh Sáng. Cách đây 10 năm trước thì em vẫn thấy có những cái vườn rau ở khu vực ấp Ánh Sáng vẫn còn. Ngày nay nhà cửa cũng mọc lên, không còn vườn rau nữa. Cái cột để hai bên rất là nhiều luôn này. Mùa du lịch hè bà con mình buôn bán rất là được. Du khách lên Đà Lạt rất nhiều. Quý vị và các bạn có thể thấy xe 45 chỗ ngồi, những chiếc xe giường nằm đều để ở ngay con đường Nguyễn Văn Cừ, khu vực ấp Ánh Sáng. Ngay đây thì em nhớ không lầm là có một cái tiệm, có một chỗ, có một chú vá xe máy, xe Honda ngay khu vực này luôn. 7 giờ sáng là bắt đầu chú đã ngồi đây rồi để vá xe rồi bơm xe. Đó. Đây là khu vực đài phun nước đi vào bên trong của chợ Đà Lạt này. Bên trong chợ Đà Lạt bây giờ cũng đã rất đông rồi. Ở đây bây giờ người ta bán sữa đậu nành, người ta cũng thâu cái tiếng rau vào bên trong một cái loa. Trước đó thì bán bánh mì, rồi bánh bao, rồi bây giờ bán sữa đậu nành. Rau rất là to quý vị. Bán đầy đủ các mặt hàng bà con mình đi chợ đêm. Giờ này bắt đầu chợ đêm Đà Lạt hoạt động rồi nè, chợ Âm Phủ. Ở đây rượu vang nóng nữa, bữa nay có rượu vang nóng nữa quý vị và các bạn. Rượu được hâm nóng. Rất là đông vui ha. Lâu lâu đưa quý vị và các bạn đi ngắm cảnh, dạo phố, cập nhật tình hình vào buổi chiều để xem bà con mình buôn bán như thế nào. Đây là khu vực cầu thang Mộng Đẹp. Có một cái cây bách tùng ở đây. Trước đó thì em nhớ là có 2 cây bách tùng ở ngay cầu thang Mộng Đẹp. Quý vị và các bạn đi xe hơi thì lưu ý là chúng ta vào đây rưỡi ha, chứ để ở ngoài bùng binh ấy, rất là dễ bị mấy chú công an phạt. Khách sạn Mộng Đẹp, khách sạn Mộng Đẹp năm xưa người ta cũng lấy tên đặt cho cầu thang Mộng Đẹp. Nơi đó rất là nhiều các cái kỷ niệm với Đà Lạt, với những ai đang hẹn hò. Khi mà mình đi mưa như thế này, mưa không có to, mưa phùn như thế này thì nó rất là lãng mạn. Đặc biệt là đối với những ai mà đang hẹn hò quý vị, đang hẹn hò thì đi trên phố thì rất là lãng mạn. Có những cặp đôi che dù đi dạo phố. Đà Lạt là một địa điểm rất là lý tưởng này. Ở đây có một anh đang chuẩn bị những bức tranh ra. Nếu như quý vị và các bạn khắc tên lên gỗ này rồi vẽ tranh lên gỗ thì có thể là đến vị trí này. Bữa đầu em sẽ làm thử một video clip về những nơi, những con đường lân cận vào buổi tối sẽ như thế nào, để cho cô chú anh chị và các bạn nắm bắt được tình hình ở Đà Lạt. Người dân Đà Lạt có thói quen đi ngủ sớm, khoảng 5 giờ hơn một chút là ăn cơm coi thời sự rồi đi ngủ. Và đến vị trí này thì em cũng xin được kết thúc video clip ngày hôm nay buổi chiều. Trời mưa lâm râm đưa cô chú anh chị và các bạn đi ngắm cảnh phố xá, đi cập nhật tình hình bà con mình buôn bán rồi du khách đến Đà Lạt như thế nào. Em cũng xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật là nhiều hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì em xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.